20 năm ngày trở về, được gặp lại các thầy, các cô, gặp lại các bạn, các lớp 12 TL và 12 văn. Các bạn của ba lớp là một tập thể đoàn kết, yêu thương, chan hòa, chia sẻ và luôn tri ân các thầy, các cô, những người trèo đò đưa chúng tôi trở thành những con người có ích cho xã hội, cho đất nước. Tự hào là học sinh của trường Thủy Lão. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tim thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Sau 20 năm gặp lại nhau, mình có cảm giác như chúng mình như chung một nhà. Mình thấy vô cùng hạnh phúc, gần gũi và thân thiết. Chỉ mong muốn hai ngày gặp nhau này sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Thật sự trào dâng rất nhiều cảm xúc. Và mái trường trên Hạ Long cũng như các thầy cô là niềm tự hào của mình. Thật sự khi nhắc đến trường chuyên Hạ Long và nhắc đến thầy cô, mình cảm giác như đấy là một thứ tài sản quý giá nhất mà mình có trong cuộc đời mình. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Thực sự rất cảm ơn các bạn, bởi vì khi tôi bước vào trường là một cậu bé rất thiếu tự tin, nhưng các bạn luôn ở bên chia sẻ và giúp cho tôi từng ngày tiến bộ hơn. Tôi chỉ mong rằng chúng tôi luôn là một gia đình, chúng ta luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống như ngày ban đầu tôi được vào trường. Xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành. Trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời, trong những kỷ niệm xưa.
trò, tình bè bạn. Và ba cái thứ ấy nó tạo nên được những cái ấm cúng mà ngày nay về thăm mãi trường xưa như thế, lại hát cái bài kiểu khảo cổ ấy. Về thăm chốn xưa, về thăm chốn xưa một ngày, còn nhớ chốn đây, trường xưa chốn đây ngày ấy, trường cũ năm xưa, trường cũ năm xưa đâu rồi, hình bóng yêu thương xa vời, gợi nhớ trong tôi đầy vơi. Một chặng đường mến nặng em học sinh trường học khóa 94-97. Mỗi năm có một khóa vàng, ba năm khóa ấy lại chào thầy cô. 20 năm một cơ đồ, 30 năm khối khổng lồ trường chuyên. Kể thế thì cũng vô biên, khóa nào trò ấy dòng chuyên anh hào. Năm nay 97 ra chào, đàng hoàng lĩnh đạo, sáng sao trên trời. Đồng tâm hiệp lực người người, các chuyên tụ hội về nơi cội nguồn. Giấy mời kính chuyển đi luôn, hôm nay họ mặt có buồn chút thôi. Ta đi khắp bốn phương trời, thầy cô vẫn ở lại nơi bên này. Đỏ xưa bến cũ vẫn đây, người trèo năm ấy bây giờ còn ai? Có thầy đã khuất đi rồi, ngẩn ngơ ta đứng giữa trời ngóng trông. Ta đi khắp núi cùng sông, không đâu biết được mênh mông biển nhàn. Hạ Long chuyên vẫn trong ta, 94-97 thật là yêu thương. Sớm mai kia lại lên đường, ánh sao tỏa sáng mọi phương đất trời. Gõ những cái thầy Thái, thầy Thái luôn mắc một cái khuyết điểm là nhìn vào học sinh, bước vào lớp bạn không dạy được. Em bảo cả lớp này, trêu thầy rồi đến đây từ các bạn đến đo anh thầy sẽ trêu thầy nên là thầy không dạy được, thầy khóc ạ. Một
ngày lại gặp nhau, một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào, ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau. Mình mong cho các bạn của mình thành đạt, hạnh phúc, và chúng mình sẽ tổ chức được nhiều cuộc như thế này hơn nữa, để chúng mình được gắn bó với nhau hơn, được yêu thương nhau nhiều hơn, bù cho 20 năm trước chúng ta cứ nhìn nhau và chả biết nói gì. Với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, ta mong ước một ngày lại gặp nhau, một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua nghìn trùng xa cách, đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau, một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào, cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau, ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé, rồi ngày mai.